Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận giao hữu nhân dịp FIFA Day tháng 10 hay xa hơn là AFF Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến sẽ trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ triển vọng. Chính vì vậy, rất có khả năng nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ gọi từ 4 tháng 5 tân binh lên tuyển trong đợt tới. Một khi có sự thể hiện tốt trong các trận giao hữu tại dịp FIFA Day tháng 10, thì các tân binh hoàn toàn có thể nghĩ đến cơ hội được góp mặt tại giải đấu AFF Cup cuối năm nay. Trong dịp FIFA Day tháng 10 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Lebanon và Ấn Độ tại giải giao hữu Tam Hùng. Xét về trình độ, thực lực thì đây rõ ràng sẽ là hai đối thủ vừa miếng để huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm tra thực lực của mình. Ở đợt hội quân này, tuyển Việt Nam tiếp tục mất trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh khi cầu thủ này đang gặp vấn đề về chấn thương dây chằng chéo trước. Bản thân cầu thủ người Thái Bình này trước đó cũng đã không thể góp mặt trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong tháng 9. Anh cũng vắng mặt trong các trận đấu hồi đầu mùa giải của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chia sẻ với báo giới trước thềm trận đấu thứ hai tại Sopi Cup, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội, ông Manu Poking cũng thừa nhận Việt Anh chỉ có thể thi đấu trở lại sau loạt FIFA Day tháng 10. Điều này cũng đồng nghĩa là cả hai sẽ không thể đồng hành với đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Lebanon và Ấn Độ tại Nam Định vào đầu tháng sau. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến sẽ triệu tập 4-5 cầu thủ trẻ triển vọng lên đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Day tháng 10. Đây là cơ hội để các tân binh thể hiện mình và cạnh tranh suất đá chính tại AFF Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Lebanon và Ấn Độ trong giải giao hữu Tam Hùng. Đây là đối thủ vừa miếng để huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm tra lực lượng. Tuy nhiên, đội tuyển sẽ vắng mặt trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh do chấn thương dây chằng chéo trước.